Bác sư xin mến chào các ba mẹ và các bạn. Thiếu máu thiếu sắt là bệnh lý thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt là nhóm trẻ dưới 2 tuổi. Thiếu máu thiếu sắt làm ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ. Tuy nhiên thì ít ba mẹ của chúng ta chú ý đến vấn đề này. Vậy thì làm thế nào để giúp ba mẹ nhận biết được trẻ có dấu hiệu thiếu máu thiếu sắt, cũng như cái cách bổ sung sắt cho trẻ như thế nào để giúp trẻ phát triển một cách toàn diện nhất? Tham gia vào cái cấu tạo nhân hem của hồng cầu để giúp vận chuyển oxy đến tất cả các cái tế bào, các cái cơ quan ở trong cơ thể. Bởi thế cho nên khi mà thiếu máu thiếu sắt thì làm cho trẻ mệt mỏi và ảnh hưởng phát triển đến tất cả các cơ quan trong cơ thể của trẻ. Đặc biệt là sắt tham gia vào cấu tạo của tế bào não. Cho nên những trẻ mà thiếu máu thiếu sắt thì trẻ bị chậm phát triển về tinh thần, chậm phát triển về vận động. Sắt lại tham gia vào cấu trúc các cái gai lưỡi, cho nên những trẻ mà thiếu máu thiếu sắt sẽ ảnh hưởng đến vị giác, làm cho trẻ biếng ăn, kém ăn. Những trẻ mà có dấu hiệu chân ngủ không yên, một trong những nguyên nhân đó cũng là do thiếu sắt. Đặc biệt nữa đó là sắt tham gia vào cấu tạo nên các cái enzyme của hệ miễn dịch. Bởi thế cho nên với những trẻ mà thiếu máu thiếu sắt thì trẻ thường là hay bị ốm, trẻ có dấu hiệu xanh xao do cái thiếu hồng cầu nhỏ, trẻ hay cáu gắt hoặc là trẻ chậm phát triển, hoặc là trẻ biếng ăn, trẻ khó ngủ. Thì đấy là những cái dấu hiệu ban đầu mà gợi ý cho các ba mẹ và các bạn khả năng là nguy cơ em bé nhà mình liệu có phải là thiếu sắt hay không. Vậy thì tại sao mà thiếu máu thiếu sắt lại là bệnh lý hay gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 2 tuổi? Bởi người ta thấy rằng là sắt dự trữ ở trong cơ thể mẹ truyền cho con trong 3 tháng cuối rất là ít, chỉ đủ cho trẻ sử dụng trong cái nhu cầu của trẻ trong 4 tháng đầu thôi. Và sắt thì được cung cấp thông qua chế độ ăn, mà lúc đó thì trẻ chưa ăn được các cái loại thức ăn mà có nhiều chất sắt, cho nên trẻ thường hay bị thiếu máu thiếu sắt ở giai đoạn này, đặc biệt là những em bé từ 4 tháng tuổi trở lên cho đến lúc 2 tuổi. Chỉ trừ khi mà em bé ăn dặm được, em bé ăn được nhiều các loại thức ăn mà có chứa sắt, khi đó cái tình trạng thiếu máu thiếu sắt của em bé sẽ giảm đi. Bởi thế cho nên là người ta khuyến khích là nên bổ sung sắt cho trẻ lúc em bé được 4 tháng tuổi. Còn với những em bé mà sinh non thì được bổ sung sắt cho trẻ bắt đầu ngay từ khi mà trẻ được 2 tuần tuổi, và cái quá trình bổ sung cho đến khi nào mà trẻ ăn được các loại thức ăn mà có chứa sắt. Vậy thì rõ ràng là cái bệnh thiếu máu thiếu sắt là bệnh rất thường gặp ở trẻ nhỏ, liên quan đến quá trình sinh lý của trẻ. Vậy thì thiếu máu thiếu sắt nó sẽ gặp ở những cái nhóm đối tượng có nguy cơ cao. Một là cung cấp không đủ, hai là mất đi. Phần lớn ở trẻ của chúng ta thì ít khi mất đi chủ yếu liên quan đến các cái bệnh lý về run sán mà thôi. Còn phần lớn là liên quan đến quá trình là cung cấp không đủ. Và sắt thì được hấp thu ở dạ dày và ở ruột non. Bởi thế cho nên những em bé nào mà có các cái bệnh lý về đường tiêu hóa thì cũng ảnh hưởng đến quá trình hấp thu sắt. Những em bé nào mắc các bệnh mãn tính thì cũng có liên quan ảnh hưởng đến cái việc hấp thu sắt. Vậy thì những cái nguyên nhân theo một cái trình tự bác sĩ sẽ chia sẻ với ba mẹ mà dẫn đến cái tình trạng nguy cơ làm cho trẻ thiếu sắt. Một là giai đoạn bào thai, bà mẹ bị thiếu sắt, hoặc là bà mẹ bị chảy máu quá nhiều trong quá trình sinh nở, hoặc là em bé sinh non. Với em bé ra ngoài đời lớn rồi, với em bé mà bú sữa mẹ hoàn toàn, bởi vì sữa mẹ thì chỉ đủ cung cấp sắt cho em bé đến 4 tháng tuổi mà thôi. Sau 4 tháng tuổi thì cái nhu cầu sắt của em bé cao, nên cái lượng sắt ở trong sữa mẹ không đủ. Thứ hai nữa là những em bé mà lớn, em bé mà ngoài 1 tuổi rồi á, mà em bé uống quá nhiều sữa bò thì cũng làm ức chế hấp thu sắt. Tiếp theo nữa là những em bé có các cái bệnh lý về đường tiêu hóa bác sĩ đã chia sẻ cũng ảnh hưởng đến quá trình hấp thu sắt. Vậy thì những em bé đó thì chúng ta cần phải chú ý kiểm tra để mà bổ sung kịp thời. Vậy thì khi nào thì chúng ta sẽ kiểm tra sắt cho trẻ? Thông thường thì ta thấy rằng nên sàng lọc cho tất cả các trẻ từ 9 tháng cho đến 12 tháng, và một lần nữa là xét nghiệm kiểm tra lại lúc trẻ được 15 đến 18 tháng tuổi. Vậy thì chúng ta sẽ làm những xét nghiệm gì cho trẻ? Đó là chúng ta sẽ làm xét nghiệm công thức máu, chúng ta định lượng sắt và định lượng ferritin, đó là dự trữ sắt, làm công thức máu để xác định xem là hồng cầu của trẻ có thiếu hay không, hoặc là kích thước hồng cầu có nhỏ hay không, thể tích trung bình hồng cầu có nhỏ hay không. Thông thường mà khi mà thiếu máu thiếu sắt thì sẽ ảnh hưởng đến thể tích cũng như là kích thước trung bình hồng cầu. Cho nên là rất là nhiều các ba mẹ khi mà làm xét nghiệm, đặc biệt là khi mà các bạn làm xét nghiệm Melatech, khi mà người ta thấy rằng là kích thước hồng cầu nhỏ, thể tích trung bình hồng cầu nhỏ, bao giờ người ta cũng có một cái câu đề nghị là theo dõi liệu xem là có bị thiếu máu huyết tán thalassemia hay không. Và có rất là nhiều các ba mẹ hoảng sợ khi mà đọc được cái phần người ta comment như vậy. Tuy nhiên thì bao giờ bác sĩ Hương cũng hướng dẫn các ba mẹ thực sự bình tĩnh, bổ sung sắt cho trẻ theo một lộ trình đầy đủ, và sau đó chúng ta làm xét nghiệm lại,
Và nếu như thể tích trung bình hồng cầu tăng lên, kích thước trung bình hồng cầu tăng lên thì có nghĩa là em bé không có liên quan đến bệnh lý thalassemia. Vậy thì cái quá trình bổ sung cho trẻ thì như thế nào? Như bác sĩ đã chia sẻ thì chúng ta sẽ bắt đầu bổ sung cho trẻ với các trẻ non tháng thì bổ sung sắt cho trẻ từ 2 tuần tuổi. Với các trẻ mà đủ tháng mà bú sữa mẹ thì chúng ta bổ sung sắt cho trẻ bắt đầu từ 4 tháng tuổi với cái liều là 1mg sắt nguyên tố cho 1kg cân nặng và không được quá 15mg trong một ngày. Còn với những em bé mà xét nghiệm có thực sự là sắt giảm, thể tích trung bình hồng cầu giảm, yếu tố giảm thì lúc đó chúng ta sẽ phải có một cái liệu trình gọi là điều trị đường máu thừa sắt. Thì khi đó cái lượng sắt dùng sẽ phải cao hơn, theo các cái guideline hướng dẫn sẽ là từ 3mg trong 1kg cân nặng một ngày và không được quá là 30mg một ngày sắt nguyên tố. Và thông thường thì cái thời gian bổ sung sẽ là 3 tháng và thậm chí là 4 tháng. Có một số các cái guideline hướng dẫn thì nói rằng là sau khi xét nghiệm em bé bình thường rồi thì chúng ta vẫn nên bổ sung sắt thêm 1 tháng nữa. Bởi thế cho nên thời gian có thể là 3 tháng, 4 tháng, thậm chí là 5 tháng hoặc 6 tháng thì tùy theo từng trẻ. Và khi mà các bạn bổ sung sắt cho trẻ thì nhớ nên cho trẻ uống trước ăn 1 tiếng hoặc là sau ăn 2 tiếng. Chỉ trừ với những em bé mà có bệnh, tức là khi mà dùng như vậy mà em bé khó chịu về ruột, khó chịu đau bụng, khó chịu về dạ dày thì có thể chúng ta sẽ uống cùng bữa ăn. Tuy nhiên uống sang bữa ăn thì sẽ tốt hơn. Vậy thì những cái yếu tố nào sẽ ảnh hưởng đến cái việc hấp thu sắt? Khi mà được hấp thu tốt sẽ được dùng cùng với vitamin C, sẽ cần phải có cả protein nữa. Cho nên thông thường các bạn để ý sắt, khi mà bổ sung sắt thì thường hay có kèm theo vitamin C và thậm chí là với những người có thể là bổ sung kèm cùng với cả acid folic nữa. Tuy nhiên ở trẻ thì thường khuyến cáo là bổ sung sắt cộng với vitamin C. Còn với những người phụ nữ mang bầu thì người ta sẽ bổ sung sắt cộng với acid folic để mà giảm cái quá trình liên quan đến các cái dị tật bào thai, đặc biệt là dị tật thần kinh, và trong đó acid folic rất là quan trọng. Có một là cái phần là tác dụng phụ của sắt mà các bà mẹ rất là hay phàn nàn, đó là liên quan đến cái việc là em bé có thể bị táo bón, răng miệng em bé có thể bị màu đen, rồi thậm chí là em bé đi ngoài phân đen. Để mà giải quyết cái vấn đề mà răng miệng đen thì các bà mẹ các bạn có thể cho em bé uống hoặc là dạng xịt sâu vào hàm cùng cùng trong họng để tránh làm ảnh hưởng đến cái màu của cái răng. Thế còn để mà tránh hiện tượng táo bón thì chúng ta sẽ cho em bé uống nhiều nước này, rồi chúng ta massage bụng cho trẻ này, đó, và chúng ta nhớ là bổ sung các cái loại lợi khuẩn và sơ đầy đủ cho trẻ trong chế độ ăn. Và như vậy thì bác sĩ Hương đã chia sẻ các bà mẹ và các bạn toàn bộ là những cái vấn đề cơ bản liên quan đến quá trình tại sao mà trẻ thiếu sắt, rồi sắt ảnh hưởng đến thế nào đến sự phát triển của trẻ và cái cách bổ sung sắt cho trẻ. Và bác sĩ Hương hy vọng rằng video này sẽ giúp ích cho các bà mẹ trong quá trình theo dõi và chăm sóc trẻ. Nếu các bà mẹ và các bạn thấy video này có ý nghĩa thì nhớ like, share và đăng ký vào kênh của bác sĩ Hương để đón nhận các video tiếp theo về quá trình chăm sóc trẻ. Bác sĩ Hương xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại.